Chào bà con, hôm nay nhà mình là chuẩn bị cho hôn lễ của con gái nha. Và hôm nay dựng nhà khách để chuẩn bị cho ngày mai đến họ. Và hôm nay thì cũng trang trí bàn gia tiên luôn đó. Để ngày mai nhóm họ rồi tối lại xuất giá. Và sáng ngày Chủ nhật là ngày 8 tháng 1 là làm lễ tại tại gia. Rồi đàn trai đến rước dâu để đãi tiệc thì ở trên nhà hàng Thắng Lợi 1 Long Xuyên. Và mình thuê nhà khách này là nhà khách Thúy Quanh ở gần trường tiểu học Định An, xã Định An. Thì thuê thì gồm có là nhà khách, bàn ghế, rồi trang trí cái bàn gia tiên. Nhà mình chọn màu sắc là màu đỏ pha với màu trắng. Và các bạn thấy là nhà khách Thúy Quanh thì trang trí rất là đẹp, rất là tỉ mỉ và rất là chu đáo lắm nha bà con. Lên sớm và mình hợp đồng sao thì người ta làm đúng như ý của mình luôn vậy đó, rất là hài lòng. Bàn ghế thì mới, rồi các cái thảm cũng rất là mới, rồi cái bao ghế thì cũng rất là mới nha, và nhìn rất là đẹp. Và mình chuẩn bị là 7 bộ bàn ghế để phục vụ cho tối nhóm họ tại nhà. Thời gian chưa? Thì thứ sáu là 6 tây tháng 1 thì mình dựng nhà khách. Rồi và trang trí bàn gia tiên. Và tối thứ bảy thì nhóm họ và lại xuất giá. Và sáng Chủ nhật là 8 tây tháng 1 thì làm lễ tại nhà vào lúc 8 giờ. Rồi sau đó thì đón đàn trai đến để làm lễ đó và rước dâu. Và lên nhà hàng là lúc 10 giờ, nhập tiệc là 11 giờ vào ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 1. Và đây là cái bàn gia tiên. Thì các bạn thấy là trang trí của nhà khách Thúy Quanh này rất là đẹp. Và người ta tặng cho mình những chai nước uống có tên của cô dâu và chú rể luôn ha. Rất là chu đáo. Nhìn chai nước rất là đẹp. Trên bàn thì có bộ tách trà, bình trà và một cái bộ để bánh kẹo trang trí cho cái bàn gia tiên. Nó cái bàn mà của chủ hôn như bên đàn trai đàn gái ngồi thì nhìn rất là lịch sự. Và trên cái bàn gia tiên đó thì nhìn cũng màu sắc nó cũng rất là đẹp. Nói chung nhà khách Thúy Quanh thì trang trí mình rất là hài lòng đó, rất là chỉnh chu luôn. Bông hoa thì thấy là còn rất là mới. Thì đó là cơ bản cái bàn gia tiên là cơ bản trang trí cơ bản là như vậy.
Rồi ngày mai thì mình sẽ trang trí thêm cho nó hoàn chỉnh. Bây giờ thì đã sắp đến giờ nhóm họ và bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, và trên bàn cũng đã có những một số thức ăn để dàn bàn, và cả nhà đang trong tư thế để chuẩn bị tiếp đón bà con cô bác láng giềng đến để nhóm họ chung vui cùng với gia đình. Thì đó tôi hiểu, tôi đi chơi riêng là bà đi cô đến từ trường trung học cơ sở Định An, cô đến rất là sớm. Trong nhà thì bà con cô bác hai bên nội ngoại, và một chút nữa thì có bà con của xóm chợ của mình và một số đồng nghiệp của ông xã. Và hôm nay cũng rất là may mắn là không có mưa và điện và không có bị cắt điện, không có bị cắt nước, nên là cái buổi tiệc nhóm lại rất là thuận lợi luôn ha, rất là vui vẻ. Và đây là cái bàn mình cúng đất đai dân trạch. Đó. Mình dành riêng một bàn để cúng đất đai. Thì tối đêm nay thì nhà mình thì cũng chuẩn bị nhóm họ thì cũng đơn sơ, thì có là cơ bản là có như là cháo gà, gỏi, rồi dĩa đồ nguội, rồi lagu bánh mì, rồi trái cây, rồi chuối già luộc, rồi rau câu, đó, rồi có nữ thì có phục vụ chè, tráng miệng. Đó. Và đây là đồng nghiệp của ông xã, giáo viên đến từ trường trung học cơ sở Bình Thành.